Ok, cái việc đầu tiên đó là rất là cơ bản nha. Gió vô, phun xăng, đánh lửa. Và cái đó là xả khí ra ngoài. Thì cái phần khí này á sẽ được là cái cảm biến oxy. Nó đo được cái thành phần oxy còn dư ở trong cái exhaust gas, tức là cái khí thải ra nó làm bao nhiêu phần trăm. Thì nó sẽ báo với ECU và ECU sẽ chỉnh điều chỉnh cái kim xăng lại để phù hợp, để nó tạo ra gió và xăng. Cái tỷ lệ nó sẽ bằng 14.7:1. Thì cái tỷ lệ này á là stoichiometric. Maybe là mình đánh dần sai á, nhưng mà nó đọc là stoichiometric. Cái tỷ lệ này á là lúc này á là cái lượng khí thải độc hại á là xuống thấp nhất. Thì lọc gió zin á nó được design á để chặn bụi, chặn cát, chặn bụi, chặn những vật thể lạ đi vô buồng đốt. Thì những cái lọc gió như thằng KNN này á, thì trên đây nó ghi nè, design to increase horsepower and acceleration. Thì đúng là nó có tăng horsepower thiệt. Tại vì khi mà gió vô á, khi mà gắn này lên á, gió vô nhiều hơn. Gió vô nhiều hơn, dĩ nhiên là nó phun xăng nhiều hơn và sẽ tạo ra cái mixture, tức là cái power của nó sẽ tạo ra nhiều hơn. Tại vì cái này á, cái phần lúc mà nó nổ bự hơn, more power thì more acceleration. Thì đó là chuyện dĩ nhiên. Tuy nhiên á, cái vấn đề đó, nếu như mà các bạn làm chạy tour, chạy xe thường ngày á, đừng có mang thay lọc độ nha. Thì nó sẽ dẫn tới cái việc á là gió vô nhiều, xăng vô nhiều, tới điểm có tốn xăng. Thì anh em nào không thích độ xe, đừng nên đi lọc độ. Nếu như mà đi lọc độ rồi, thay luôn bô, full system, là bô thẳng. Và cũng nên tua lại xe để nó để điều chỉnh là cái phần xăng gió lại á, thì nó sẽ tiết kiệm xăng hơn. Chứ nếu mà chạy không như vậy á, rất là tốn xăng ha. Nói về cái phần mà giá tiền á, thì lọc zin của mình á, nãy mình check trên xe mình là chiếc R1 2011. Thì 2.9 2.14 là như nhau. Thì nó là 118 đô. Thì cái này lọc giấy bình thường. Còn lọc KNN đó giá còn trên này là 125 đô. Nhưng mình nghĩ á, là xài xong rửa, xài tiếp, xịt dầu lên xài tiếp được. Còn lọc giấy á, cứ sau khoảng 10.000 cây tháo ra xịt, hoặc là mỗi lần mà service bảo dưỡng á, tháo ra xịt xong bỏ vô xài tiếp. Nhưng mà cái bụi nằm trên đó á, là bạn không có rửa được, nó nằm trên đó chết luôn, không có rửa được. Cho nên á, cái này á, thay cứ như là thay mỗi năm hoặc là thay mỗi 20.000 cây thì mình xài cái này nó tiết kiệm hơn và còn được tăng horsepower nữa. Nhưng mà nãy mình nói là phải đi vô và chỉnh lại xăng gió nữa. Cho nên cái phần này thì đó là cái option dành cho các bạn. Cái gì mình nói nãy giờ là rất là chung. Và cái này đã được xác minh là nói chung là đã được có người đã đem mang dyno chạy giữa lọc zin sạch và lọc KNN thì cho kết quả là tăng hơn horsepower, đúng là thiệt, tăng tốt nữa. Và cái thứ hai á, mình muốn cân nhắc với anh em là lọc gió là nên kiểm tra nó, đừng để nó quá dơ. Thì nó quá dơ là sẽ dẫn tới là máy yếu hẳn. Cho nên anh em đi bảo dưỡng xe đừng quên cái lọc gió nha. Lọc gió rất là quan trọng trong cái việc là tăng cái sự cái power của máy và giữ cho mà cái lượng tiêu thụ nhiên liệu nó thấp đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu unbox cái này ra và coi ở bên trong có cái gì và chúng ta sẽ gắn lên chiếc R1 của mình. Ok. Ok, trước tiên chúng ta sẽ tháo cái disc ghế sau ra. Ở đây chúng ta có một cái 5mm đây. Sau đó chúng ta sẽ tháo hai cái phần bên hông này ra. Thì ở đây nó có một ngóc. Đây có một con nè, đây cũng sẽ có một con. Tháo ra. Ở đây có thêm hai con ốc 5mm nữa. Và cẩn thận, không để rớt mấy con này nhé, mấy cái washer này. Sau đó nâng bình xăng lên. Cứ tháo hết cái mấy cái phần này ra ha. Là sẽ ra được cái lọc gió. Ok.
Ok, đây là cái lọc zin của mình ha. Nè thấy không, nó dơ bà cố luôn. Đó, đây là lý do vì sao chúng ta cần phải kiểm tra lọc gió thường xuyên. Và bên đây á, thì cái những người thợ trước á, họ có ghi là replace me. Đó, có ký tên nữa nè. Thì cái chiếc này cứ khi mình mua á, thì cũng đã many service. Ít ra mình thấy cái dấu hiệu này mình cũng vui, là vì xe nó có bảo dưỡng đàng hoàng. Thì người ta cũng đã nhắc rồi. Thì hôm nay tiện rồi mình thay luôn cái lọc gió K&N. Thì anh em thấy á, lọc gió thay rất dễ, tốn mình chỉ tầm 50 phút thôi. Cho nên đừng ngại tháo ra kiểm tra, cứ mỗi tháng cũng được. Dễ mà, mấy cái này mình làm mình rất là thích thú, cho nên mình chả khe. Cho nên mình hay kiểm tra rất là thường xuyên. Thì mong là anh em mình cũng truyền được cái kiến thức cơ bản và những cái đam mê khi làm trên xe, tự làm trên xe. Thì mong là anh em cũng có được cái đam mê đó và tự chăm sóc xe của mình kỹ càng hơn một xíu. Ok, đây là một cái sticker K&N. Ok anh em, bye bye anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu như anh em có thích cái video này thì like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh Anderson Motorcycle giùm mình nhé. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại. Peace.